bạn có bao giờ nghĩ đến việc thay đổi không gian nội thất văn phòng sao cho ít tốn kém, không ảnh hưởng nhiều đến môi trường, đặc biệt còn tiết kiệm thời gian và mang lại nhiều giá trị hay chưa? Cứ yên tâm, hãy để Hoa Văn Decan giúp cho bạn làm điều đó thật đơn giản. Với những mảng tường và kính trống quen thuộc, Hoa Văn Decan sẽ mang đến cho nơi làm việc của bạn những thông điệp vô cùng tuyệt vời. Chúng mình luôn ưu tiên cho các bạn lựa chọn từ nội dung, cách bố cục, màu sắc, kích thước, v.v. để làm hài hòa với từng không gian nội thất khác nhau. Steve Jobs đã từng chia sẻ với tất cả mọi người một câu slogan khá hay và là một bài học vô cùng tâm đắc. And the only way to do great work is to love what you do. Cách duy nhất để làm tốt công việc đó là phải yêu việc mà mình đang làm. Giờ đây, câu nói giá trị ấy sẽ có mặt ở văn phòng làm việc của bạn để tạo nên động lực làm việc mỗi ngày, cũng như có những suy nghĩ tích cực làm việc để thay đổi cuộc sống của các bạn ngay bây giờ và trong tương lai. Ở chủ đề Teamwork sẽ có rất nhiều mẫu sản phẩm với những nội dung đa dạng. Hoa Văn Decan đưa ra một mẫu mới với nội dung cũng khá là quan trọng trong xã hội ngày nay. Một đội làm việc được xây dựng nên bởi sự tín nhiệm, sự thật, chất phát, uy tín, chịu trách nhiệm sẽ giúp đội nhóm phát triển mạnh hơn. Nên các bạn hãy làm việc với một tinh thần giúp đội nhóm của mình có được sự tín nhiệm của mọi người cũng như của các khách hàng. Tương tự như mẫu sản phẩm đề can dán tường với bố cục câu chữ vuông vức theo phong cách tối giản, cùng nội dung hãy hết mình vì khách hàng sẽ hết tiền vì bạn. Có thể dán trang trí mẫu sản phẩm ở những vị trí tiếp cận khách hàng như một cách tiếp thị cho doanh nghiệp của mình. Với chủ đề kinh doanh, mẫu sản phẩm đề can dán kính trang trí nội thất được sắp xếp bố cục câu chữ tạo nên hiệu ứng thẩm mỹ. Ở mẫu sản phẩm này, với phong cách tối giản sẽ phù hợp cho những không gian nội thất đơn giản với các câu chữ vô cùng hay và ý nghĩa. Ví dụ như, bắt đầu ngày mới với những suy nghĩ tích cực và một trái tim bao dung. Chắc chắn một điều rằng, ngày nào của bạn cũng là ngày hạnh phúc, cho dù điều đó không như ý muốn của bạn. Và không quên cảm ơn các bạn đã theo dõi và quan tâm chúng mình trong suốt thời gian qua. Đừng quên bấm subscribe trên kênh YouTube Hoa Văn Decan và nhớ bấm chuông để nhận những thông tin cũng như các cập nhật nóng hổi nhất về thế giới Hoa Văn Decan nha. Xin chúc các bạn có một tuần làm việc tràn đầy năng lượng, hiệu quả trong công việc và đạt được các mục tiêu đã đề ra nhé.